Christina, từ cô gái Việt khiếm thị trở thành vua đầu bếp trứ danh ở Mỹ. Christina là một cái tên đã trở thành biểu tượng của sự kiên cường và tài năng trong nền ẩm thực quốc tế. Sinh ra tại Việt Nam, lớn lên với nền tảng văn hóa phong phú và di sản ẩm thực độc đáo, Christine không chỉ mang trong mình những giá trị truyền thống mà còn là hình mẫu của sự vượt lên trên nghịch cảnh. Mặc dù phải đối mặt với khiếm thị từ rất sớm, cô đã không để những khó khăn này cản trở con đường theo đuổi đam mê của mình. Christine Hà đã trở thành một ngôi sao sáng trong chương trình truyền hình thực tế Vua Đầu Bếp Mỹ, nơi cô không chỉ chinh phục được trái tim của ban giám khảo mà còn làm lay động hàng triệu người xem. Video này sẽ đưa bạn đến với hành trình đầy cảm hứng của Christine Hà, từ những ngày đầu gian khó cho đến khi cô bước lên đỉnh cao của danh vọng ẩm thực. Câu chuyện của cô không chỉ là một minh chứng cho sức mạnh của tinh thần vượt qua thử thách mà còn là sự tôn vinh cho giá trị của niềm đam mê và sự quyết tâm không ngừng nghỉ. Hãy cùng khám phá làm thế nào một người phụ nữ khiếm thị từ một gia đình di cư lại có thể chinh phục thế giới ẩm thực và trở thành vua đầu bếp trứ danh tại Mỹ. Christine Hà, tên tiếng Việt là Hà Huyền Trân, sinh năm 1979, hiện đang sinh sống tại bang Texas, Mỹ. Cha mẹ cô vốn là người Việt di dân từ Sài Gòn sang Mỹ vào năm 1975 khi chế độ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ. Không may là năm cô 14 tuổi thì mẹ mất sớm. Đến năm 19 tuổi, giông tố lại ập đến khi Christine bị chẩn đoán mắc phải một chứng bệnh về thị giác hiếm gặp khiến thị lực của cô mất dần. Nhưng những khó khăn này đã không ngăn cản cô học tập và theo đuổi những đam mê trong cuộc sống. Năm 2001, Christine tốt nghiệp ngành tài chính và quản lý hệ thống thông tin của Đại học Texas tại Austin, nhưng không thể tìm được việc làm do thị lực suy yếu. Đến năm 2007, thị lực của cô hoàn toàn mất hẳn. Nói về động lực vươn lên khi sớm mất mẹ và mất thị lực vì bệnh viêm tủy thị thần kinh ở độ tuổi 20, Christine cho biết cha mẹ cô luôn dạy cô phải quyết tâm và độc lập. Vì thế, kể cả khi tôi mất thị lực, tôi vẫn muốn học để tự nấu cho mình. Theo đó, vài năm trước khi đến với cuộc thi Vua Đầu Bếp Mỹ, Christine Hà vẫn còn chưa biết nấu ăn. Cô mày mò tự học cách nấu nướng phù hợp với năng lực của mình. Tới năm 2012, sau khi đọc blog ẩm thực của cô trên mạng, ban tổ chức cuộc thi Vua Đầu Bếp Mỹ đã tìm tới Christine Hà để mời cô tham gia vòng sơ tuyển của mùa 3. Được biết, trang blog này được chồng cô, anh John Su, lập nên. John và bạn bè của Christine đều nhiệt tình ủng hộ cô tham gia để cộng đồng hiểu hơn về khả năng của những người khiếm thị. Còn Christine thì chỉ đơn giản coi đây là cơ hội trải nghiệm để có thêm những câu chuyện hài hước hoặc thú vị làm chất liệu cho các tác phẩm của mình. Christine gác lại bài luận văn và tham gia vòng sơ tuyển của MasterChef. Đề thi của vòng này là trình bày một món ăn thể hiện câu chuyện cuộc đời của thí sinh. Với tôi, việc tìm lại những công thức nấu ăn của mẹ là một hành trình bất tận. Cô cho hay, mẹ tôi nấu ăn rất nhiều, nhưng bà qua đời từ khi tôi còn nhỏ. Tôi đã học nấu ăn qua những công thức và cả ký ức về cách mẹ tôi nấu nướng. Tôi cố gắng nhớ hương vị trong món phở mẹ nấu hay kết cấu về phần nhân của món chả giò. Kể về ký ức tuổi thơ của mình, Christine nói, hồi đó, tôi rất thích giúp mẹ bóc vỏ trứng. Khi còn nhỏ, tôi không thích nấu ăn, nhưng khi đã trở thành một người phụ nữ của gia đình, càng lúc tôi càng nghĩ đến mẹ nhiều và thích nấu ăn y như mẹ. Tuy rằng mẹ đã không thể dạy bảo tôi nhiều điều, nhưng những ký ức bên mẹ trong gần ấy năm đã đủ là thứ gia vị tuyệt vời nhất để tôi trở thành một đầu bếp. Christine cho biết cô có thể nấu nếu chuẩn bị sẵn, biết trước dụng cụ nấu ăn hay vật liệu để đâu và dùng tay để biết thức ăn đã chín chưa qua việc lắng nghe tiếng nước sôi hoặc tiếng chiên hành tỏi cũng như dùng vị giác và khứu giác. Dù chỉ là đầu bếp tại gia, khi tham gia chương trình Vua Đầu Bếp, Christine đơn giản chỉ muốn chứng tỏ mình có thể làm một điều gì đó như một người bình thường. Tôi muốn chứng minh rằng con người thực sự có thể theo đuổi những giấc mơ nếu đặt cả trái tim và tâm trí của mình vào nó. Sự xuất hiện của một người khiếm thị trong thử thách này đã khiến các phương tiện truyền thông của Mỹ miêu tả cô như một siêu anh hùng. Tôi phải dựa vào những giác quan khác khi nấu ăn như vị giác, khứu giác và xúc giác. Tôi biết một miếng thịt đã gần chín bằng cách cảm giác về miếng thịt thông qua các dụng cụ nhà bếp. Để có thể nấu nướng, tôi cần có một căn bếp sắp xếp vô cùng trật tự theo đúng thói quen của mình.
Thật khó khăn khi không nhìn thấy gì cả. Việc dùng dao đòi hỏi tôi phải có sự cẩn thận và thật may vì tôi có kỹ năng khá ổn. Kể từ khi luyện tập nấu ăn, tôi mới chỉ bị cắt vào tay có một lần. Vết cắt cũng nhỏ thôi, cũng may tôi chưa phải khâu lần nào. Ở vòng casting, Christine đã chuẩn bị món cá trê kho tộ mang đậm phong cách Việt Nam và nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Trong các giám khảo của cuộc thi năm đó, có sự góp mặt của đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay. Ramsay nói rằng các đầu bếp nổi tiếng như ông đã thử hết sơn hào hải vị, các món nổi tiếng, nhưng đây là món ngon nhất mà ông được nếm trong cả cuộc thi tính đến thời điểm đó. Christine luôn tìm cách để đưa hương vị ẩm thực quê hương Việt Nam vào các món ăn của mình. Còn nhớ một thí sinh đã khá bối rối khi nhận được các nguyên liệu mà Christine chọn lựa, bao gồm cả nước mắm. Đầu bếp danh tiếng Ramsay nói Christine đã biết tận dụng thế mạnh nguồn gốc Việt Nam của mình. Mọi chuyện dường như có vẻ suôn sẻ với Christine, nhưng thực tế khi tham dự cuộc thi, trong những phần thi đồng đội, cô luôn là người cuối cùng tìm được đội, đơn giản bởi các đội đều tránh chọn cô sớm, bởi sợ rằng cô sẽ là thành viên gây cản trở, khiến team khó giành được chiến thắng. Bản thân Christine Hà cũng hiểu điều đó, và không ít lần cô cảm thấy mất tự tin tại cuộc thi vì bị xem như gánh nặng. Có lần khi bị rơi vào vòng nguy hiểm có nguy cơ bị loại, Christine Hà dõng dạc tuyên bố: "Tôi ở đây không phải chỉ để làm một nguồn cảm hứng, bởi tôi còn muốn mình được nhìn nhận một cách nghiêm túc." Từng bước dẫn món ăn của cô trong các vòng thi món tự chọn, đơn giản nhưng mang đậm hương vị Việt Nam và châu Á như cá kho tộ, gỏi đu đủ Thái, cơm tấm sườn, sò điệp xào, kem dừa với những gia vị đặc thù Việt Nam như nước mắm đã được khen ngợi về độ cân bằng dinh dưỡng và thực hiện rất hoàn hảo. Giám khảo của cuộc thi, đầu bếp Gordon Ramsay, cho rằng Christine đã biết tận dụng thế mạnh nguồn gốc Việt Nam của mình một cách xuất sắc. Và sau đó, những nỗ lực khẳng định mình của Christine đã được đền đáp xứng đáng. Cô đã vượt qua hàng nghìn đối thủ để bước vào vòng chung kết. Tại vòng này, cô quyết định chọn một thực đơn đậm chất châu Á để đối lập hoàn toàn với anh chàng cao kêu George với những món ăn cao cấp hơn. Món thịt kho của Christine được bộ ba giám khảo đánh giá là có thể được dùng ở nhiều nhà hàng và khiến thực khách ăn hết 2-3 tô cơm. Chính vì vậy, dù thực đơn được đánh giá đơn giản hơn đối thủ, nhưng với kỹ thuật chế biến vô cùng đẳng cấp, Christine Hà đã được xướng tên cho danh hiệu quán quân Vu Đầu Bếp Mỹ mùa 3. Tôi không thể tin rằng mình đã chiến thắng. Với tôi, được tham dự MasterChef đã là một trải nghiệm đáng nhớ nhất trong đời. Bằng tất cả nghị lực, tôi đã cố gắng vượt qua những trở ngại để đi lên và may mắn vượt qua những đầu bếp tuyệt vời nhất nước Mỹ. Tôi đang đứng ở đây với chiến thắng trong tay như một minh chứng rằng mọi giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực, Christine nói. Giải thưởng cho cô gái khiếm thị gốc Việt khi đoạt giải quán quân là 250.000 đô la Mỹ và hợp đồng xuất bản sách nấu ăn của chính mình. Và cuốn sách dạy nấu ăn đầu tiên của cô là Recipes from My Home Kitchen đã lọt vào danh sách bán chạy nhất của thời báo New York ngay sau đó. Bên cạnh năng lực trong lĩnh vực ẩm thực, Christine Hà còn có nhiều năng lực đáng nể khác trong đời sống. Chẳng hạn, cô có thể tự trang điểm cho bản thân. Khi Christine Hà tham gia Vu Đầu Bếp Mỹ hồi năm 2012, nhiều người tưởng rằng diện mạo xinh đẹp của cô khi xuất hiện trong chương trình là nhờ sự hỗ trợ của ekip sản xuất. Nhưng không phải, Christine Hà đã luôn tự làm đẹp cho mình. Cô đã tự thực hiện những việc này một cách thuần thục kể từ khi bị mất thị lực. Chia sẻ về quãng thời gian tham gia Vu Đầu Bếp Mỹ hồi năm 2012, Christine Hà cho biết, khi lên hình, chúng tôi phải tự trang điểm và làm tóc. Tôi cũng ngồi xuống và tự mình làm đẹp. Nhiều thí sinh tham gia chương trình khi đó đã rất ngạc nhiên và ngồi xem tôi trang điểm từ đầu đến cuối vì tôi không cần dùng tới gương. Chông gai sau khi từ đỉnh vinh quang trở về. Nhận lấy ngôi vương từ cuộc thi ẩm thực lớn nhất trên sóng truyền hình, những tưởng con đường đi đến giấc mơ của cuộc đời sẽ trở nên gần hơn và dễ đi hơn với Christine Hà. Nhưng hóa ra, hàng loạt thử thách và khó khăn bỗng ập đến và kéo giãn quãng đường xa hơn bao giờ hết. Ít lâu sau, người cùng vào chung kết cuộc thi năm ấy với cô là Joe Marsh đã tự sát vì căn bệnh trầm cảm nặng. Cái chết của anh tưởng như không liên quan gì đến cô, nhưng bất ngờ, mọi sự chỉ trích bắt đầu dồn vào cái tên Christine Hà. Cô bị mang ra so sánh với George. Cô không xứng đáng với ngôi vị quán quân. Chiến thắng của cô chỉ là chiêu trò của nhà sản xuất.
cái chết của George là do cô và đôi mắt mù lòa kia vô tình gây nên. Nhưng giống như những gì Christine Hà từng chia sẻ trong cuộc thi Vua Đầu Bếp năm 2012 với ban giám khảo, việc mù lòa không chỉ có khuyết điểm mà còn có ưu điểm. Đó là giúp cô tránh nhìn thấy được những thứ tiêu cực mà cô không muốn thấy, để cô khỏi sao lòng, khỏi chen chao trên chuyến hành trình của mình. Từ đó, cô tập trung hết sức có thể, không sợ ánh mắt dè biểu của bất kỳ ai. Khi ánh sáng hào nhoáng bớt chói lòa, cô bắt tay vào tìm kiếm mặt bằng và chuẩn bị những bước đi đầu tiên cho nhà hàng. Lúc bấy giờ, Christine phải thừa nhận giá bất động sản ở một đô thị như Houston là không hề dễ chịu. Cô cũng phải chấp nhận một thực tế, chính bản thân mình cùng chồng và đối tác làm ăn là những người chưa hề có kinh nghiệm điều hành một nhà hàng. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhà hàng là nơi chứa đựng những con dao sắc bén, những nồi thức ăn nóng đến bỏng da và những đơn gọi món xuất hiện liên tục. Rõ ràng đây không phải là nơi dành cho những người khiếm thị. Thế nhưng Christine Hà đã chính thức cho khai trương nhà hàng trong mơ đầu tiên của mình tại Bravery Chef Hall, khu ẩm thực và thương mại sầm uất bậc nhất tại Houston. Cái tên The Blind Girl, con dê mù của nhà hàng, được đặt theo chính số phận nghiệt ngã của cô vì Christine tuổi mùi. Những món ăn bán tại quán được chính tay cô lên công thức tỉ mỉ và sáng tạo những món ăn mới. Giờ đây, nữ đầu bếp mù không đứng quán để tự tay nấu nướng, nhưng cô vẫn có mặt tại nhà hàng như là sự hiện diện của một biểu tượng. Và sau đó, The Blind Girl được tổ chức nghệ thuật ẩm thực phi lợi nhuận James B. Foundation đề cử là một trong những nhà hàng mới xuất sắc nhất năm 2020 tại Mỹ. Đầu bếp 44 tuổi cho biết, hai trong số 3 nhà hàng của cô ở Mỹ hiện nay thể hiện phong cách hiện đại của món ăn Việt Nam. Vì cô muốn cho những người không phải người Việt thấy ẩm thực của Việt Nam tuyệt vời và sáng tạo như thế nào. Cô cho biết, tôi thực hiện nhiều buổi hướng dẫn để dạy người Mỹ cách làm món ăn Việt Nam. Ẩm thực Việt ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của tôi và nước mắm là nguyên liệu yêu thích của tôi, kể cả khi tôi nấu đồ ăn Tây. Trong buổi nói chuyện với Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội ngày 20 tháng 9 năm 2023, trong khuôn khổ chương trình Sứ giả nghệ thuật của Bộ Ngoại giao Mỹ, trả lời câu hỏi về cuộc sống sau khi trở thành MasterChef, Christine cho biết cô phải mất 2 năm mới quen với việc được mọi người nhận ra khi đi ra ngoài. Cô kể rằng vì mất thị lực, cô không biết khi mọi người đến gần hay để ý mình. Có lần cảm thấy mệt, cô vào cửa hàng thực phẩm để mua pizza đông lạnh. Mọi người đi theo thì thào bảo, ồ, chị cũng mua pizza đông lạnh à, tôi nghĩ chị là đầu bếp. Chia sẻ về tinh thần lạc quan để vượt qua những nghịch cảnh trong cuộc sống, Christine cho biết cô nhận ra rằng cuộc sống không bao giờ dễ dàng, nhưng điều quan trọng nhất là cách vượt qua và làm được gì. Cô nói, cuộc sống không bao giờ diễn ra theo cách bạn mong đợi. Tôi đã mất mẹ từ rất sớm, rồi mất đi thị lực của mình. Tôi mở nhà hàng vào những thời điểm ngay trước và sau đại dịch Covid-19. Nhưng tôi luôn sẵn sàng đón nhận những thử thách để mạnh mẽ hơn. Nhờ thế tôi cũng dễ đồng cảm với khó khăn của người khác. Khi được một khán giả hỏi làm sao để luôn giữ được tinh thần lạc quan, Christine nói rằng cô trân trọng những điều nhỏ bé nhất trong cuộc sống như được đi dạo với chồng cùng chú cún cưng và ăn những món yêu thích. Hạnh phúc luôn nằm ở những góc nhỏ nhất trong cuộc sống. MasterChef Mỹ bộc bạch, nhiều thử thách sẽ tạo nên tính cách. Đối với tôi, thử thách rất mệt mỏi, nhưng cũng khiến tôi trưởng thành hơn, trở thành một người tốt hơn và học cách thông cảm hơn với những khó khăn của người khác. Nói về quê hương Việt Nam, trong buổi gặp gỡ với báo chí, Christine cho biết văn hóa làm việc chăm chỉ của người Việt cũng khiến cô vô cùng xúc động. Họ có thể không có nhiều điều kiện, nhưng họ làm ra những điều đáng kinh ngạc. Điều đó khiến tôi thấy rằng bạn không cần mọi thứ trên đời để hạnh phúc hay tận hưởng cuộc sống. Trải qua nhiều thử thách trong cuộc đời, Christine Huyền Trân Hà cuối cùng đã thực hiện được giấc mơ lớn nhất của đời mình, mở một nhà hàng món Việt giữa đất Mỹ, giúp gắn kết những tâm hồn khắc khoải về hồn quê xưa cũ.